Nếu như mà con không thích ý, thì kể cả cho đến một trung tâm cực kỳ lớn, cực kỳ uy tín, họ hứa rằng là bạn yên tâm, đứa con bạn đến đây, con bạn sẽ trở thành người nói tiếng Anh như gió chẳng hạn. Nhưng nếu như mà con không thích thì cũng chịu. Con đã thích thì tại sao mình không chọn? Thì mình đã thử cái phương pháp học trực tuyến tại Pantado 1-1 này. Con thích, ok, gia đình, chơi Pantado. Mình xin được tự giới thiệu, mình là Tùng. Tên đầy đủ là Tống Minh Tùng. Năm nay 35 tuổi rồi. Mình hiện nay đang có một câu lạc bộ kỹ năng nhí dành cho các bạn nhỏ. Vì cái công việc chính của mình hiện tại thì đang làm tại Nhà hát kịch Việt Nam. Đây là con nhà mình. Cái tình hình dịch bệnh hiện nay là đang diễn biến cực kỳ phức tạp. Cho nên là để đảm bảo cho sức khỏe của các con cũng như là đảm bảo cho các sức khỏe của các thầy cô giáo ở trong câu lạc bộ thì mình hiện tại cũng đang phải cho câu lạc bộ của mình tạm dừng hoạt động. Mọi thứ nó đang bị xáo trộn đi cho cái cuộc sống của gia đình tự nhiên nó cứ trầm trầm lắng lắng xuống. Và ngay cả cái việc học của con cũng thế, nó cũng bị gián đoạn và cũng chưa biết là sắp tới là con sẽ học như thế nào. Thì mình cũng đã biết rất là nhiều những cái phương pháp có thể học được thời kỳ dịch như thế này. Ví dụ như là con có thể học online, học trực tuyến ấy. Thì mình cũng thấy là cái phương pháp học này nó rất là tốt. Và mình cũng đã có quãng thời gian để cho con học online, con học thêm về tiếng Anh tại Pantado đấy. Khi mà học như thế thì mình thấy được rằng là không có cái sự tiếp xúc trực tiếp giữa giáo viên và học sinh thì sẽ hạn chế một cách tối đa về cái việc là lây nhiễm các cái bệnh truyền nhiễm như là dịch Covid này. Thì là mình thấy đây là một cái phương pháp học cực kỳ tốt, cũng là vì là an toàn cho con của mình thôi. Thì bởi vì là bây giờ nếu như mà đến các cái trung tâm học khác ấy, vì là con mình chưa vào lớp 1 cho nên là bây giờ khi mà đã đi học thì sẽ học những cái môn mà phụ trợ kèm theo, ví dụ như là nâng cao về thể chất này, về ngoại ngữ. Và mình đã chọn là tiếng Anh là ngoại ngữ cho con, là để cho con học như thế. Nếu như mà hiện nay đang có rất nhiều những cái trung tâm, nếu như để cho con đến các cái trung tâm đấy học thì cái việc mà tiếp xúc giữa các con với nhau này, rồi là giáo viên này, thì mình cũng không biết được như thế nào. Chẳng may nói dại mồm ra một cái mà có một cái vấn đề gì liên quan tới Covid một cái thôi, tất cả mọi thứ lại xáo trộn hết cả lên. Thì cái việc mà để cho các con đi đến các trung tâm học nó cũng là một lựa chọn. Ở đấy thì nó có một cái lợi thế là các con sẽ được nói chuyện với cả các bạn. Thế nhưng nếu như con mình là một đứa trẻ nhút nhát, nó sẽ không dám nói. Bạn có hiểu ý mình không? Tức là nó sẽ không dám nói, nó sợ rằng nó nói ra nó sẽ bị sai. Cho nên đấy, đi học ở trung tâm thì có thể là có cơ hội để làm quen với nhiều bạn. Thế nhưng mà bé nhà mình thì phải nói là cũng khá là nhút nhát. Không phải là một mình bé nhà mình đâu, mà mình cái trung tâm kỹ năng của mình là cũng có rất là nhiều những cái bạn mà rất là nhút nhát. Đến đấy thì mình cũng phải sửa cho rất là nhiều. Và một khi mà bé đã sợ, bé không dám nói, không dám học, thì cái việc mà đưa con đến học trực tiếp tại trung tâm nó sẽ không có hiệu quả nữa. Tất nhiên là mình cũng sẽ tìm hiểu những cái phương pháp khác nữa, kể cả khi mà thuê gia sư về nhà dạy cho con, hay là đưa con đến một trung tâm lớn, con mình nó có theo được hay không. Cái quan trọng nhất là con có thích hay không. Nếu như mà con không thích ý, thì kể cả cho đến một trung tâm cực kỳ lớn, cực kỳ uy tín, họ hứa rằng là bạn yên tâm, đưa con bạn đến đây, con bạn sẽ trở thành người nói tiếng Anh như gió chẳng hạn. Nhưng nếu như mà con không thích thì cũng chịu. Và rất là may và cũng rất là hay nữa, đấy là khi mà con học trực tuyến tại Pantado thì nó thích ngay. Thích ngay, thế là mình con mình đã chọn. Mình thấy hợp lý. Thì mình cũng đi so sánh là nếu mà đưa vào trung tâm này thì giá tiền như thế nào, thuê gia sư về giá tiền như nào, học tại Pantado thì giá tiền như thế nào. Thì mình thấy được rằng là tại Pantado thì cái giá cả cũng rất là hợp lý. Trong cái thời điểm hiện tại của mình có thể lo cho con được. Tại sao mình không chọn? Bởi vì con nó thích mà. Con nó thích thì tại sao mình không chọn? Trong khi là kể cả đưa đến trung tâm thì giá nó cũng thế. Gia sư về kể cả có rẻ hơn nhưng mà chưa chắc con đã thích. Thì mình đã thử cái phương pháp học trực tuyến tại Pantado 1-1 này. Con thích, ok, gia đình, chơi. Khi mà cho con học thì mình bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn. Tìm hiểu nhiều hơn thì mình thấy được là ở bên Pantado có các bạn ở trong cái đội ngũ quản lý chất lượng làm việc cũng rất là tốt. Họ sẽ thông báo lại cho mình là cái chất lượng cái buổi học của con ngày hôm nay như thế nào, con học có vấn đề gì hay không. Thậm chí là các bạn ấy còn nói về cả cái vấn đề tâm lý của con ngày hôm nay, tại sao lại như thế.
có thể hôm nay là con gặp vấn đề gì cho nên là buổi học của con nó không được hiệu quả như mọi hôm. Thì cái đấy là một cái mà mình thấy được là cái tâm sinh lý của con mình, mặc dù là học online trực tuyến, nhưng mà cái tâm sinh lý mà các thầy cô vẫn có thể nắm được như vậy thì mình thấy sự quan tâm. Và ngoài ra thì mình cũng thấy là có cái cộng đồng anh nuôi Patado ấy, thì đấy là mọi người giao lưu với nhau, chia sẻ với nhau, thì cũng có những cái khóa học hàng tuần về cách nuôi dạy con cũng rất là hay. Thì mình thấy được là thế này này, là quan trọng là con thích. Và mình thấy anh này nhà mình ấy, anh ấy là một người rất là kỹ tính, rất là khó tính, mà anh còn thích như vậy thì các quý vị phụ huynh khác không nên là đắn đo khi mà chúng ta chọn cái phương pháp Patado 1:1 này, đảm bảo là cũng sẽ rất là hay. Hello, tôi không biết giới thiệu bằng tiếng Anh đâu, mà tôi sẽ nhờ một người giới thiệu bằng tiếng Anh. Xin mời. Hello everyone, my name is Ozzy. I'm 6 years old. I'm student at Patado. I love you. Yeah.